xin mời các luận. Rồi, giai đoạn trước là sao? Hai ngày đâu? Một ngày ba. Năm mới vừa qua, không phải hả? Năm cũ đã qua. Đúng phải là ra. Lâu xa xa nói đây. Năm cũ. Năm vừa qua à? Năm cũ vừa qua. À, bước sang năm mới. Hôm nay con tới thì con tới được tập chứ đừng tập gì cho ba. Tập cho mày nè. Rồi. Năm cũ vừa qua. Yeah. Hay quá. Mưu điếm. Còn đâu khổ ai đi để...